Đây là nhóm khủng bố tàn bạo và quy mô lớn nhất thế giới. Trước tiên lừa toàn bộ cảnh sát thành phố tấn công vào căn cứ lòng đất, rồi cho kích nổ bom sập toàn bộ khu vực bao quanh đường hầm. Nhờ vậy chôn vùi 10.000 cảnh sát của toàn thành phố bên trong. Ngay sau đó cho kích nổ toàn bộ tất cả cây cầu dẫn vào thành phố, cô lập hoàn toàn 12 triệu người dân thành phố Gotham. Cùng với hắn là quả bom nhiệt hạch đã hẹn giờ không có cách nào gỡ. Quả bom này đủ sức công phá cho thành phố này tan thành bình địa, mà chỉ một người dân tìm cách rời khỏi thành phố thì hắn sẽ kích nổ ngay. Nào cùng vua phim xem người dưới Batman sẽ cứu ca, cực kỳ khó đề này như thế nào nhé. Câu chuyện bắt đầu trên một chiếc máy bay đang bắt giữ ba tên khủng bố bịt mặt. Anh đặc vụ dọa sẽ ném xuống nếu chúng không chịu khai. Không ngờ bọn này cứng đầu không nói, mà thằng đứng đầu còn tỏ ra tự tin đến bất ngờ. Hắn đeo một quả dọ mõm đen xì nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tên này rất tự tin vì hắn đã có yểm trợ trên không. Quả nhiên chiếc máy bay lớn hơn thả ra cả đám sát thủ, nhanh chóng xả súng chết hết đặc vụ bên trong. Tiếp theo chúng gắn luôn cáp nối vào thân vỏ, kéo ngược lên luôn cả chiếc máy bay của quân đội này. Toàn thể các thao tác được tính toán một cách hết sức chuyên nghiệp. Chúng cắt luôn đít máy bay dễ dàng tiếp vận vào trong. Hóa ra bọn chúng cần bắt cóc một ông tiến sĩ chế tạo bom nhiệt hạch, dọ mõm đen cho kích nổ dây thuận lợi kéo gọn tiến sĩ thoát khỏi. Bối cảnh lúc này vì người rơi nhận tội thay cho người bạn công tố viên, nên ai cũng nghĩ người rơi là kẻ xấu xa đáng phải chết, và Batman chỉ còn nước sống chui lùi ẩn thân ở trong căn phòng, thậm chí còn bị què một chân nên đi thậm thọt. Không ngờ hôm nay lại có một ả siêu trộm giả vờ làm người hầu, bất ngờ tấn công người rơi rồi lấy đi sợi dây chuyền quý giá. Hóa ra siêu trộm Selina này được truy nã mức độ đỏ, chuyên đi trộm kim cương và những gì siêu giá trị. Nhưng thứ lần cô ta trộm chính là dấu vân tay của người rơi. Lập tức cô ta mang nó để giao dịch với tên trùm tội phạm. Không ngờ tên này lật mặt rút súng ra muốn giết người bịt đầu mối. Tiếc rằng Selina đã âm thầm báo cảnh sát từ lâu, rồi thể hiện một loạt kỹ năng sát thủ thượng thừa. Đến khi cảnh sát vào thì giả vờ hét lên sợ hãi, cứ thế ngon lành rời đi mà không ai biết gì. Cảnh sát đuổi theo tội phạm xuống cống liền rơi ổ phục kích của chúng. Cái kết là ông cảnh sát trưởng bị bắt cóc luôn, mà đám cảnh sát bên trên sợ vãi đái, chả ai dám xuống. Hóa ra dưới này là cả một thế giới tội phạm, đó chính là căn cứ của tên dọ mõm đen xì. Tranh thủ lúc tội phạm đang kiểm tra giấy tờ, cảnh sát trưởng tỉnh lại lăn vội theo dòng nước cống. Tình hình nghiêm trọng tới mức cảnh sát bắt đầu bất lực với đám tội phạm. John nghĩ rằng chỉ còn cách người rơi trở lại mới tiêu diệt được chúng. Quả nhiên đã thuyết phục được người rơi tái xuất giang hồ, đầu tiên theo dấu nữ hoàng trộm cắp tới buổi từ thiện, tuy lấy lại được sợi dây chuyền nhà mình nhưng vé xe đã bị con vợ lấy và ngang nhiên thó luôn siêu xe rời khỏi. Và để hỗ trợ cái chân thọt cả nhắc, Batman lắp vào một thanh hỗ trợ mạnh vãi cả nồi. Trong khi này tại phòng giao dịch chứng khoán, nhóm khủng bố của mồm sắt bắt đầu tấn công và xả súng vào đám người, lấy luôn thẻ của anh giám đốc để truy cập vào sàn giao dịch. Cảnh sát bao vây bên ngoài nhưng không dám vào vì quá nhiều con tin. Bên trong chúng dùng dấu vân tay của người dư nhập lệnh chuyển hết cổ phiếu. Xong việc cứ thế chúng lùa hết con tin ra làm lá chắn phía ngoài. Rồi đột nhiên mỗi thằng một xe mô tô xông ra bỏ chạy, đồng thời trên xe cũng kẹt theo con tin nên cảnh sát không dám bắn. Kỳ lạ thay chúng lại phi thẳng vào hầm gửi xe trung tâm. Chúng chạy tới đâu thì đèn cũng tắt tới đó. Đúng lúc tưởng chừng như chúng thoát thì Batman đã chính thức trở lại, lái chiếc xe thương hiệu người dư màu lòi. Vì thời gian chuyển toàn bộ cổ phiếu chỉ còn 1 phút rưỡi, lập tức bọn tội phạm chia làm hai hướng khiến cảnh sát rối bời. Batman phóng xe chặn chính xác cài thằng cầm iPad, nhưng tiếc rằng giờ iPad ra thì chúng đã chuyển xong hết cổ phiếu đi rồi. Đúng lúc này thì cảnh sát cũng bao vây tới. Người rơi đành phải phóng xe bay qua cầu vượt lên trên thành công thoát khỏi. Cùng lúc này con vợ siêu trộm cũng tới tòa nhà của bọn cướp, không may bị tụi sát thủ khống chế xung quanh. Đúng lúc nguy cấp thì người rơi tới cứu. Hai con vợ hợp lực giao cấu liên hoàn chống lại bọn kia. Thằng dọ mõm xuất hiện cho đàn em cứ thế xả súng loạn xạ. Người rơi biết không đấu được nên chỉ còn cách bỏ chạy tụt quần. Nhờ vậy cứu được người đẹp vào máy bay cá nhân, Batman mang iPad về mới phát hiện ra bọn chúng vừa dùng dấu vân tay quyền hạn của anh để bán hết cổ phiếu mà Batman đang nắm giữ cực lớn, đồng nghĩa với bọn tội phạm đã nắm được quyền điều hành dự án lò phản ứng nhiệt hạch của người rơi. Người rơi chỉ còn cách cầu xin bạn gái kết mua một lượng lớn cổ phiếu lại, khiến thằng muốn chiếm công ty của Batman chưa làm được gì. Hắn điên khùng mắng chửi thằng mõm dọ sắt, nhưng hắn không biết rằng lý tưởng của tên mõm sắt là hủy diệt thế giới này. Dọ mõm giết luôn thằng giám đốc và chiếm quyền của hắn ta. Người rơi lúc này trắng tay, chỉ còn cách mời bạn gái tỷ phú đến căn nhà cổ. Được cái bạn gái kết không bao giờ biết chê anh nghèo. Sau khi phang một trận, bạn gái ngủ thiếp đi, còn người rơi khi tỉnh dậy đi cứu thế giới. Anh hợp tác cùng nữ siêu trộm tấn công tổ chức tội phạm của bên. Không ngờ rằng khi vào đến nơi, cô gái siêu trộm phản bội, để anh đối mặt với siêu ác thú bên mõm dọ sắt. Thực sự bên có sức khỏe lớn hơn Batman khá nhiều. Có lẽ do người rơi nghỉ ngơi lâu ngày nên con chim nó không được cứng. Rất nhanh chóng Batman bị đánh cho tơi tả, răng bồi lẫn lộn dưới lồng dồn cục hết cả vào, rồi bị kết liễu bằng đòn đập gãy xương sống. Người rơi một lần nữa thua tơi tả nhục nhã trước ánh mắt của nữ siêu trộm. Thương thằng bên không giết Batman mà muốn tra tấn tinh thần anh trước, bằng cách nhốt người rơi để anh xem hắn hủy diệt 12 triệu dân của Gotham, rồi sau đó hắn mới giết Batman sau cùng. Phía nữ siêu trộm biết Gotham sắp sụp đổ nên muốn trốn đi, tiếc rằng anh cảnh sát John đã tóm được cô về trại. Mà lúc này bên mõm sắt đã đến chiếm được công ty của người rơi.
các thành viên hội đồng lập tức đưa hắn ta mở kho vũ khí của tập đoàn. Cảnh sát nhanh chóng huy động toàn bộ ngàn người bao vây. Đúng lúc này bên cho nổ sập cửa vào căn hầm nơi chứa lò phản ứng nhiệt hạch, rồi giết từng người để ép chủ tịch khởi động cỗ máy. Trong khi cảnh sát vẫn còn lom dom hành quân chưa tìm thấy hắn đâu, thì phía dọ mõm sắt đã kích hoạt chế độ hẹn giờ bom nổ. Trong khi này thám tử John cũng phát hiện hai thanh niên của bên đang cài bom khắp nơi, lập tức báo về cho tổng đài rằng cảnh sát tất cả đang đâm vào bẫy, nhưng không một ai nghe mà cứ thế hành quân hết vào hầm. Mà phía bên trên là sân vận động đang diễn ra thi đấu. Cảnh sát có nhận được tin thì vội báo rút quân nhưng muộn mất rồi. Bên đã bắt đầu cho kích nổ bom hàng loạt theo đường mà hắn đã cài đặt sẵn, bao lấy cả một khu phố rộng lớn hàng trăm hecta. Sân vận động cũng cứ thế sụp xuống như ngày tận thế. Toàn bộ hàng vạn cảnh sát cứ thế bị chôn luôn bên dưới tầng hầm. Tất cả các cây cầu ra vào thành phố đều bị đánh sập cùng một thời điểm. Bây giờ hắn đã cô lập được toàn bộ thành phố Gotham, mà cảnh sát đều đã bị hắn chôn hết bên dưới tầng hầm. Một vụ bắt cóc và đánh bom hạt nhân lên tới 12 triệu con tin, bên còn cho phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Giáo sư này là người duy nhất vô hiệu hóa được quả bom, và ngay lập tức hắn bẻ cổ ông ta tại chỗ. Vậy có nghĩa là 12 triệu dân ở đây chết chỉ là vấn đề thời gian. Sự kiện này quá lớn, tổng thống lập tức điều động quân đội bao vây thành phố, nhưng không ai dám vào vì chúng sẵn sàng kích nổ. Người rơi lúc này bị hắn đánh gãy xương nằm liệt tại chỗ, mà vẫn chưa biết yêu sách của chúng đưa ra là gì. Điều đầu tiên hắn công bố là sự thật rằng Harvey Dent là kẻ giết người, còn Batman chỉ là kẻ chịu tội thay ông ta. Bấy lâu nay chính quyền đã xây dựng lên một hình tượng anh hùng dối trá. Tiếp theo hắn phá cửa nhà tù lớn nhất Gotham, trao súng AK cho toàn bộ tù nhân ở đây đứng lên khủng bố. Tất cả cảnh sát hay nhân viên chính quyền lập tức bị sát hại toàn bộ. Đúng là một thảm cảnh kinh hoàng cho công chức nhà nước. Phía bên này người rơi bị gãy lưng nên vẫn bị liệt. Rất may ở nơi anh giam giữ lại có một bác sĩ thiên tài. Ông treo người rơi lên rồi đẩy cho cột sống vào đúng vị trí. Quả nhiên chỉ vài tiếng sau người rơi đã có thể đứng vững được rồi. Thậm chí vài ngày sau đã có thể chống đẩy và kéo xà đơn thoăn thoắt. Anh quyết định tự mình trèo lên khỏi cái miệng hố tử thần này. Tiếc rằng ngay lần đầu tiên anh đã thất bại, vì nhảy chưa đủ lực. Từ trước tới nay chỉ có một người duy nhất thoát khỏi đây, chính là sát nhân mõm sắt. Phía khác cảnh sát trưởng đã tập hợp được một nhóm đặc vụ ngầm, giúp đưa thức ăn tới hầm giúp 10.000 cảnh sát bị chôn vùi bên dưới, còn liên hệ được với chủ tịch công ty năng lượng đã chế tạo ra. Theo chủ tịch thì quả bom chính xác sẽ phát nổ sau 23 ngày nữa. Nhóm khởi nghĩa của các đặc vụ sẽ phải kiếm được quả bom trước thời điểm này. Không ngờ vừa nói xong thì trong nhóm đặc vụ đã có kẻ phản bội, bán đứng thông tin cho lũ khủng bố xông vào giết hết các đặc vụ này, rồi cho treo xác lên trực thăng bay khắp thành phố. Người rơi cay cú không chịu được, quyết định trèo lên lần hai và lại một lần nữa thất bại khiến anh ngất lịm. Ông lão bên cạnh mới bơm cho một liều doping tinh thần. Ông nói không dùng dây nữa sẽ trèo lên được, bởi khi đó ngã là sẽ chết ngay nên sức mạnh sẽ được bộc phát toàn bộ. Và thực sự phát nhảy cuối cùng cũng đã thành công. Anh ném dây xuống cho tất cả mọi người cùng thoát. Phía bên này khiến quân nổi loạn, bắt luôn cả thằng lúc đầu thuê mõm sắt, rồi ép hắn phải đi bộ qua sông băng, và cái kết chẳng khác gì xử tử. Còn người rơi cũng đã về gặp được nữ siêu trộm. Batman lại một lần nữa quyết định hợp tác với cô. Trước tiên quay về căn cứ bí mật để lấy bộ giáp và trang thiết bị. Chủ tịch báo rằng thời điểm hẹn giờ bom nổ chỉ còn 12 tiếng mà thôi. Phía khác cảnh sát trưởng Gordon và nhóm đặc vụ đã bị bắt. Một lần nữa chúng lại phán quyết xử tử nhóm này. Đến tối chúng ép hết mọi người ra sông băng di chuyển. Chỉ sai một bước chân là chết một mạng người. Đúng lúc này thì nhóm khủng bố phía sau bị người rơi ám toán, chỉ phút ngốt cả đám đầu gục xuống sàn, rồi thắp lên ngọn lửa hình người rơi báo hiệu thành phố sắp được cứu. Tiếp theo đến cứu anh thám tử sắp bị hành hình, trong phút ngốt đánh tay vo hạ gục toàn bộ đám sát thủ. Batman lên máy bay bắn nổ chốt chặn, từ đó giải thoát hết những cảnh sát bị giam ở đây ra ngoài. Giờ là lúc tấn công tổng lực lần cuối. Trước tiên cảnh sát tìm cách sơ tán người dân trong đêm để phòng thất bại. Anh giao luôn cái xe mô tô cho siêu trộm để mở đường giúp người dân. Phía bên này 3.000 cảnh sát đánh thẳng tới trụ sở. Đối mặt với đám lính khủng bố và thằng mõm sắt ở đây, người rơi trước tiên bắn nát một khẩu pháo tự động. Cuối cùng đoàn cảnh sát cứ thế lao lên như điên. Ai không may chúng đạn đổ xuống, còn người sống không hề lùi bước. Bắn súng mà cứ thế lao vào không khác gì giang hồ trời lớn. Bởi vì họ không còn thời gian để sợ cái chết nữa rồi. Mõm sắt cũng tham chiến đối mặt với super người rơi. Giờ đó xem thằng nào chim to thì thằng đó sống. Cùng lúc này cảnh sát trưởng đi tìm các quả bom trong xe tải di chuyển để gắn thiết bị phá sóng chống kích nổ từ xa. Quay lại với người rơi và mõm sắt vẫn đang giao cấu, mà lúc này anh đã táng được vỏ mõm khiến bên choáng váng đôi phần. Thực sự người rơi đã quay trở lại với ý chí không hề sợ chết, nên đã đánh bại được kẻ từng đánh bại mình. Bây giờ quan trọng là lấy được kíp kích nổ từ tay của hắn. Bất ngờ bạn gái anh phản bội đâm người rơi một dao chí mạng. Hóa ra cô này mới là đứa trẻ thoát khỏi miệng giếng năm xưa, còn mõm sắt chính là Venom ngày xưa vì bảo vệ cô mà vỡ hết mõm. Bây giờ là lúc cô ta trả thù người rơi và hủy diệt thành phố này. Cùng thời điểm này cảnh sát trưởng cũng đã trèo lên xe tiếp cận quả bom 12 phút nữa sẽ nổ, kịp thời nhét thiết bị phá sóng vào trong. Quả nhiên con vợ kết kích nổ nhưng chả có gì xảy ra cả. Nhưng dù sao thời điểm hẹn giờ cũng chỉ còn 11 phút mà thôi. Còn mụ ra lệnh toàn bộ chiến binh cảm tử bảo vệ xe bom đến thời điểm nổ, trực tiếp cô ta lên xe người rơi lái đi cứu bom.
vừa hai người rơi ở lại cũng được nữ siêu trộm tới cứu. Rất nhanh chóng Kate đã tiếp cận được xe tải bom rồi, thì người rơi cũng đã lái máy bay tiếp cận. Giờ cần đưa quả bom vào lò phản ứng mới ngăn được vụ nổ này. Cùng lúc đó thám tử đã dẫn người dân tới chiếc cầu còn lại, nhưng quân đội sợ người dân qua cầu thì tụi kia kích nổ, nên quân đội cho nổ luôn cầu để chặn người dân đi qua, vì căn bản quân đội chưa biết bên trong này đang khởi nghĩa. Quay lại phía người rơi lúc này cũng được siêu trộm hỗ trợ hạ giúp một xe. Thời điểm bom nổ chỉ còn 5 phút, trong khi người rơi lại bị một đám tên lửa dẫn đường bám đuôi. Rất thông minh, anh bay lên trước đoàn xe rồi vòng lại, quả nhiên đã để chúng tự tay phải bóp lái hạ nốt chiếc xe cuối. Giờ chỉ còn một mình anh, cứ thế bắn thẳng mặt chiếc xe chở bom, khiến chiếc xe mất đà lao xuống tầng hầm ngất lịm. Không ngờ con mụ Kết lúc này cho đánh ngậm căn hầm chứa lò phản ứng, thế là cơ hội cuối cùng ngăn chặn bom nổ cũng đã không còn, nhiệm vụ đã hoàn thành nên con mụ tắt thở. Nhưng người rơi không bỏ cuộc mà buộc dây vào quả bom, rồi mắc vào xe bay tự mình lái kéo nó ra khỏi thành phố. Thời điểm bom nổ chỉ còn hơn một phút nữa, người rơi dùng hết sức lực cứ thế kéo quả bom bay ra ngoài khơi, và cuối cùng cái gì đến rồi cũng đến. Quả bom nổ nhưng 12 triệu dân đã được an toàn, người rơi đã hy sinh đổi lấy tính mạng cho 12 triệu dân, đám khủng bố cũng đã bị bắt sạch, thành phố làm một bức tượng để tưởng nhớ người rơi, toàn bộ tài sản của người rơi được bán để giúp người nghèo, còn lâu đài của anh thì dùng cho trẻ mồ côi sinh sống. Nhưng các bạn nghĩ người rơi đã chết thật ư? Không đâu, vì anh ta đã ẩn thân để cưới cô nàng siêu trộm. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, bye bye.